phối ghép một bộ karaoke rất là tuyệt vời cho các bác khách hàng yêu quý. Một bộ combo gồm có một đôi bow 301 vân sở hữu vân gỗ. Đây các bác nhìn, 301 đời đầu của bow, bow dòng Mexico 301. Và ở dưới là em ghép đôi Tiller V11 có tép xoay tinh chỉnh, rất là chất. Viết là con đẩy crown của Mỹ, đẩy crown của Mỹ đời 800, và một con vang DBX. Một bộ tổng thể em báo giá là 21.800.000. Các bác cụ thể alo cho em theo số 0983698887. Một bộ combo các bác bê luôn về như thế này và hát karaoke rất là chất và tuyệt vời luôn. Và em xin mời các bác thẩm âm tiếp bộ karaoke gồm có loa Nhật, cục đẩy của Mỹ và một con vang DBX. Thank you.
karaoke gia đình bộ như thế này thì rất là chất. Các bác có nhu cầu sở hữu một bộ karaoke nguyên một bộ combo như thế này, alo cho em theo số 098 369 8887. Cảm ơn các bác ạ.